Người giàu của Thiên Chúa. Chúng ta thường chỉ nghe người nghèo của Thiên Chúa mà ít nghe, đúng hơn là chưa nghe người giàu của Thiên Chúa. Phần vì thành kiến người giàu là người xấu, không được Thiên Chúa thương. Phần vì chính người giàu đa phần dễ ghét, khó thương vì sang chảnh, kênh kiệu, khinh người. Chưa kể nhiều người giàu đã làm giàu bằng mồ hôi xương máu của người khác, với đủ mánh khóe tham ô, bóc lột. Quả thực, ở đâu vào thời nào, người nghèo cũng chiếm đa số, nên thiểu số người giàu luôn là tầm ngắm của số đông cơ cực, thiếu thốn. Người giàu vì giàu nên nổi bật, trội cao, trội hẳn trên đám đông. Người giàu trên cao vì có nhà nhiều tầng chót vót. Người giàu ra vào quan cách vì phú quý sinh lễ nghĩa. Người giàu không đi đứng một mình nhưng hoành tráng với kẻ đưa người đón, chống vách xe con xe lớn. Người giàu không bừa bãi dễ dàng xuất hiện, nhưng cẩn trọng từng bước đi, nghiêm ngặt từng lộ trình với đội bảo vệ hộ tông. Nói chung, người giàu là giai cấp tiền rừng bạc bẻ, ăn trên ngồi trước, nhà cao cửa rộng, tiền hô hậu ủng, vinh quang phú quý, nên lời nói của họ là sức mạnh và ý muốn của họ mọi người phải nghe theo. Vì thế, người giàu dễ bị đám đông cô lập và dễ tự tách mình khỏi đám đông. Điều này đã triền miên tạo nên mâu thuẫn rất khó hóa giải giữa một nhóm giàu và đa số quần chúng nghèo dòng dã suốt lịch sử lâu dài. Cũng chính vì mâu thuẫn tự phát, tự sinh, hầu như tự nhiên và quá dễ dàng này mà những người đầu cơ chính trị đã triệt để khai thác lòng căm thù của người nghèo đối với người giàu cho mục đích không mấy tốt đẹp của họ. Khi thúc đẩy người nghèo chống lại và tìm cách tiêu diệt người giàu, tạo nên một cuộc đấu tranh giai cấp giàu nghèo và gây ra những cuộc thư hùng đẫm máu giữa hai giai cấp bị coi là đối nghịch. Sống trong xã hội và hít thở bầu khí đấu tranh này, ít nhiều chúng ta cũng bị ảnh hưởng khi thành kiến với người giàu, khi đánh giá thấp tất cả người có của, khi buông thả để lòng căm phẫn nhen nhúm, khi để bộc phát nhanh chóng phong trào lên án người nhiều tiền, khi sẵn sàng bùng nổ lòng ganh ghét người giàu bằng bạo động, khi nguyền rủa và tuyên án hỏa ngục cho những ai không nghèo như mình. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn mới về người giàu. Đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Chắc chắn cái nhìn mới mà Đức Giêsu muốn chúng ta có hôm nay hoàn toàn khác cái nhìn chúng ta đã bắn thẳng vào người giàu trước đây. Cái nhìn mới ấy đề nghị chúng ta thay đổi tư duy và thái độ đối với người giàu có mặt quanh chúng ta trong đời sống hàng ngày. Trước hết là thái độ tôn trọng Đức Giêsu đã tôn trọng người thu thuế tham ô Mát-thêu khi Ngài lên tiếng gọi ông là môn đệ của Ngài. Không tôn trọng, Ngài đã không đến gặp ông ở trạm thu thuế và tín nhiệm gọi ông đi theo Ngài. Không chỉ tôn trọng, tín nhiệm, Đức Giêsu còn gần gũi, hòa đồng, chia sẻ khi đồng bàn với cả nhóm thu thuế của ông và nhiều người tội lỗi khác ở nhà ông. Thái độ không cô lập, xa lánh, tẩy chay, miệt thị, khinh bỉ hay nguyền rủa, lên án những người thu thuế và tội lỗi của Đức Giêsu đã nói lên tấm lòng bao dung, yêu thương và tin tưởng ở ơn đổi mới của Ngài. Và để sáng tỏ chọn lựa nhân từ, nhân ái ấy, Đức Giêsu đã tự nhận mình là thầy thuốc đến để chữa lành những ai đau ốm, bệnh tật.
đây cũng là bài học Chúa dạy chúng ta. Hãy nhân hậu bao dung với người giàu, vì Thiên Chúa luôn bao dung nhân hậu với ta và với mọi người, bất kể họ là ai. Thiết tưởng cuộc đấu tranh giai cấp giàu nghèo không thể có trong chương trình sống của người Kitô hữu, và chúng ta không thể như những người đầu cơ chính trị triệt để khai thác những rạn nứt căng thẳng và nguy hiểm giữa người giàu và người nghèo. Nhưng như Đức Giêsu với lòng nhân từ, với cuộc sống nhân nghĩa, với trái tim nhân ái, với thái độ nhân hậu, chúng ta tôn trọng, đồng hành và cầu nguyện cho mọi người, trong đó có cả những người giàu, không nghèo như chúng ta. Thế giới hôm qua có một Giêsu nối kết anh em giữa người đang đói, sát cánh chung vai, góp sức chia sang, hợp lại chung tấm bánh cho đời. Tiếp bước Giêsu có bạn và tôi, thế giới hôm nay chúng mình chung gom, góp áo thêm cơm, góp men thêm yêu, góp vừa thành bình an. Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh, hỏi thế giới sống sẻ chia. Trong Giêsu chúng ta là yêu thương, hỏi thế giới vui tình người. Thế giới hôm qua có một Giêsu nối kết anh em giữa người đang đói, sát cánh chung vai, góp sức chia sẻ, hợp lại chung tấm bánh cho đời. Sức chia sẻ, hợp lại chung tâm bánh cho đời.